em đã có chồng. Thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong. Cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn giờ con gái lòng bồng. Hey, tình yêu là thế đấy, cố đi tìm thì lại không thấy ai. Mà khi đang không muốn yêu thì bốn năm người vây quanh chẳng kịp trở tay. Tình yêu là thế đấy, có khi yêu lâu nhưng chẳng đến đâu. Mà khi lơ ngơ đến sau, ấp ôm vài hôm thôi thì đã lấy nhau. Nên đừng lo lắng khi trai còn đông, hãy tìm hiểu xem hợp hay không. Cứ chọn yêu khi chưa lấy chồng. Và em cũng đã biết bao nhiêu ngày trôi để tìm thấy được người em yêu, nên giờ em lòng vui bao nhiêu. Thế là nay em đã lấy chồng, thế là nay em đã có chồng, thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong. Cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn sợ con gái lòng bồng. Tình yêu không phân biệt cái tuổi tác, tình yêu không phải sợ hay miền khác. Bởi nếu duyên đến rồi thì chớ có nghĩ ngợi, ngồi yên đấy mà nhận lấy làm theo ý ông trời. Đi mà không thấy thì nhờ người mai mối, hoặc là tình cũ nhiều khi thấy buồn lại tới. Nên đừng rầu lo lắng vì sợ mày cha hối, vì đời nào cũng có cách rồi em sẽ lấy chồng thôi. Nên đừng lo lắng khi trai còn đông, hãy tìm hiểu xem hợp hay không. Cứ chọn yêu khi chưa lấy chồng. Và em cũng đã biết bao nhiêu ngày trôi để tìm thấy được người em yêu, nên giờ em lòng vui bao nhiêu. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho.
hôm nay rộn ràng, thêm dắt con dâu về nơi xóm trên xóm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng phải nói với em, tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao, rước con dâu ngoan về nhà. Tình tang. Cưới cùng nhau ta kết duyên bền lâu,
là vui. Đôi ta cưới đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bồn bề cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bề dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bồn bề cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bề dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bề dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sâu có đức thơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo, anh cắm câu tính toán trong đầu, nhất quyết đâu em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon. Động phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măn ăn, không là tiêu. Anh em chi cút, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau
anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mưng lâm, coi bối ngày ngày hài lâm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm.
gian lâu, thắm tình trầu cau, xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Ngày mai đám cưới, ngày vui nhất trong cuộc đời. Nên nghĩa phu thê duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng ai cũng ngày chờ đêm mong. Cháu Hiếu cử hành lễ du quy cho nước con gái là cháu Nhi, làm lễ xuất giá kính thỉnh ông bà linh thiêng chứng minh cho đứa cháu rồi con cha bốn xác. Rồi rót hai ly. Xin cho tôi nói chuyện cái lễ xuất giá cho đứa cháu. Nay là lễ du quy của cháu Nhi. Ông bà cô bác vì cái tình thương cháu sắp xếp thời gian trước là vì gia đình chúc mừng cho đứa cháu trăm năm hạnh phúc. Ngày nay cháu cũng không biết dùng cái lời nào để đáp lại cái công của ông bà cô bác anh chị em dành thời gian để về chung vui cùng gia đình với cháu. Cháu nhờ ly rượu này để thay lời của cháu mời quý bà dùng ly rượu thảo của cháu. Bây giờ mời bà Na và cô Năm mà cô không á, mời hai bà cô lớn trước, hai bà cô cũng rồi hai bà. Mời bên đây, mời hai ông nội đúng không, ông nội dùng luôn chứ, hai ông đụng cũng ly cái chứ ngày nay là ngày được nhiêu bao nhiêu cả. Thôi giờ con rót thêm chút rồi mời hai bà nội bà ngoại dùng đi dùng rồi rồi mời ông chú Sáu. Giờ đây mấy bà trong này là lớn phải không, lớn còn bắt của cháu đi. Đó, rồi đi rất rồi phải không? Rồi con đứng rồi ông bãi nói chuyện cho chưa. Giờ ngày nay vợ chồng cháu Hiếu làm cái lễ du quy cho cháu Nhi, công sinh thành dưỡng dục 20 năm qua tới ngày nay còn lo lễ thành hôn. Con cũng không biết dùng cái lời nào để đáp lại công ơn của cha mẹ ngày nay. Nên cái ngày lễ du quy của con nhờ hai ly rượu này, con thay lời của con mời cha với mẹ dùng ly rượu thảo của con rồi mời cha với mẹ. Rồi hai không ai đợi mẹ đợi hai vợ chồng cũng bưng ly rượu lên cho mấy rồi chưa gì ra uống này. Uống hết tóc trong cái gì đó. Rồi còn cậu ai nữa. Thôi giờ ông bà chế phải không? Để cho nó mời rượu có ăn gì. Rồi thì nó mời tôi nói trước. Giờ cái phần lễ của đứa cháu, giờ đến cái phần của ông bà. Ngày nay có quà chúc mừng cháu gì thì mời, xin mời.
Dạ thôi ông Bãi nói chuyện. Giờ ông Bãi nói chuyện thôi, ông Bãi gửi trước đi chứ. Nay thì vợ chồng cháu Hiếu làm cái lễ du quy cho cháu. Ông Bãi trước thì chúc mừng cho cháu, sau cũng có món quà cũng gửi hai chồng cháu. Con thì đã con của hai con thì cháu nội của cha, thì giờ cha cũng không biết nói gì hơn, giờ ta mừng quá thì thôi, giờ ta cũng có hai con 5 triệu. Giờ có nhiều trong bóp lấy hết rồi chứ gì. 5 triệu. À quên nữa, cái có đứa cháu nãy ngồi đây, có hai vợ chồng để ngồi đây dễ ghê vậy, người đi đó. 3 5 triệu. Còn cái này của chú Diệp. Chú Diệp, chú Tư Diệp chú Tiệu. Ủa bà năm mất từ món quà hả? Dùng miếng ơi. Mới uống rồi ông cũng uống chưa? À chú. Rồi chú cháu nào. Rồi. Ôm ông bà cái đi không? Ôm ông bà cái cho nó. Tại đó. Đây rồi. Đây rồi. Ông ngoại Tiểu. Ông ngoại em nhanh Tiểu. Bà cô sao Tiểu? Tôi thấy ngồi chỗ này này dễ ghi nè, vô ngồi đây này dễ ghi, vô ngồi đây đi, vô ngồi đây đi. Chú 6 5 triệu. Ông hả chú? Ông hả chú? Không vô mà chứ mình đâu có biết ai đâu. Chú 8 2 triệu. Chú 5 triệu. Dạ, cả này sức khỏe tốt nữa. Ủa cũng đỡ anh. 75. Nhỏ hơn chứ sao? Nhỏ hơn. Cái thiệp thì cậu ghi đây sao? Chị Hai Ngọc là cái gì? Thì 30 đó, coi chích 30 đó. Ngồi nói đi. Dạ, có thiệp rồi. Dạ.
Dì Út, đi Dì Út. Để con em, con chị cháu. Dì Út. Chú Nguyễn, chú Nguyễn đi nào biết con để nó hậu đó. Tôi em Dì Chánh đi này, Dì Chánh đi. Dì Chánh đi, Dì Chánh Nguyễn đi. Có tấm đẹp này qua. Chị Sáu vô nữa hả? Sáu còn nó là năm mươi. Rồi năm vô không cùng. Mấy này có tiền của cái thiệp là tính từ khỏi đi. Anh ba vậy chị sao uống nước này uống nước trà lấy cái ly hả? Rồi vậy uống nước này phụ cho 3 triệu. Cảm ơn. Còn cái này thì của Út Minh là 2 triệu, còn cái này là của 10 công 300. Chú 10 300, Út Minh 2 triệu rồi kia có gì hai nghe, rồi gì hai sẽ gọi. Vì hai thành phố đi nha. Con hai lùng là 500. Con hai lùng 500, tiếng 5. Con hai 500. Có nhớ không? Chú tám chú chín gì á, 500 cả cháu. Mẹ cũng có 3 triệu chỉnh nhân tiền 500. Chị Nguyệt, chị nói chị Nguyệt. Nếu mà không còn ai thì con đứng lên con thay lời gia đình cảm ơn ông bà cô bác hết. Chừng nào hết hả? Hết á, chừng nào không còn ai á, con đứng lên hả? Nếu hết thì con đứng lên con thay lời gia đình cảm ơn ông bà cô bác ngày nay để con cũng thay lời gia đình cảm ơn ông bà cô bác. Ai vâng ba cha vâng nhỉ? Ai vâng cô dâu vâng kia. Rồi đấy là con bưng đứng vô đi. Thôi được rồi, đó, ông bà sát rồi, ông bà nãy sát rồi, thôi. Dạ con vô đi, đấy rồi con vô. Giờ nếu ai còn thì... Dắt anh theo em về mà miền Tây. Thằng Tí nó hóng chuyện ai về làng mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay. Anh cứ nhậu thoải mái có xỉn em vào thay. Ý kìa chú ba đem qua thêm con cá lóc. Cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say. Nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Bao la bắt nhạc chữ tình
thật thà. Thôi buồn thiếu, rước hay đẹp trai, duyên lành cũng tới. Vậy là từ nay hết em.